Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ vào buổi giảng chiều nay. Tôi được phân công giảng cho các bạn hai bài, là bài siêu âm tim trong bệnh tim bẩm sinh và siêu âm tim đánh giá chức năng thất phải và tăng áp lực động mạch phổi. Thế thì tôi thấy ở đây có rất nhiều anh chị đã đi làm tim mạch và cũng là làm siêu âm tim, tim bẩm sinh rất là nhiều. Có chị Hoa này, chị Hoa làm rất là nhiều rồi. Thế là tí nữa khi chị Hoa làm phải góp ý thêm nữa. Đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nhé. Chúng tôi sẽ xin phép trình bày bài siêu âm tim đánh giá một số bệnh tim bẩm sinh ở người lớn trước. Thì có những bạn thì chưa từng siêu âm tim bẩm sinh, nhưng cũng như tôi vừa nói có các anh chị đã đi làm rồi. Thế thì ở bệnh tim bẩm sinh ở người lớn nó có những một số những cái đặc biệt hơn so với bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, tức là cái hoàn cảnh mà mình phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh đó, đúng không ạ? Tức là bệnh nhân có thể đến với mình, họ sẽ khai với mình rằng là tôi đã từng có chẩn đoán tim bẩm sinh và bây giờ trong đợt lịch trình tôi đi khám lại. Hoặc cũng có những trường hợp người ta đến với mình hoàn toàn vì một cái lý do khác, tình cờ hay là người ta đi khám. Và khi bạn đặt cái đầu dò siêu âm vào, có một cái linh cảm nào đó và bạn nghĩ rằng là trường hợp này sẽ có tim bẩm sinh. Đấy, và bạn làm và bạn sẽ đi tìm. Nó sẽ có những cái gợi ý khi mà mình siêu âm cho bệnh nhân và mình sẽ nghi ngờ là bệnh nhân có tim bẩm sinh. Có những trường hợp bệnh nhân vừa nằm xuống, bạn vừa mới để cái đầu dò lên, bạn bảo là ca này chị hoặc là anh bị thông đến nhĩ đúng không, đúng không ạ? Thì người ta bảo là làm sao bác sĩ chưa làm mà đã biết, đúng không ạ? Đúng là em thông đến nhĩ thật, có người ta giấu, đúng không ạ? Đấy, thế thì sẽ có những cái mà để cho các bạn là cần phải nghĩ nó khi mà mình đặt cái làm vào. Và thứ hai nữa rằng là tim bẩm sinh ở người lớn cũng khác tim bẩm sinh ở trẻ em, là đa số các bạn sẽ gặp trong cái bệnh cảnh mà người lớn đi khám đó, những cái trường hợp tim bẩm sinh đơn giản, tức là người ta vẫn còn tồn tại đến tuổi trưởng thành, người ta vẫn sống tốt, đúng không ạ? Đấy, có một mảng nữa, đó là mảng là những tim bẩm sinh phức tạp nhưng họ đã phẫu thuật rồi. Đấy, thì thông thường những cái trường hợp đã phẫu thuật rồi thì họ sẽ đến những đơn vị mà đã từng phẫu thuật cho họ để họ khám lại. Ít khi là họ đi khám vãng lai, trừ khi là họ chuyển nhà hay chuyển công việc cái gì đó. Thế còn lại đa số là họ sẽ theo một cái người bác sĩ đã từng phẫu thuật cho người ta hoặc cái đơn vị đã phẫu thuật cho người ta. Thế nên là những cái hoàn cảnh mà tôi mong muốn các bạn phát hiện ban đầu, tức là đây là một cái rất là khái quát và cơ bản ban đầu thôi. Chứ còn sau này nếu mà ai định hướng siêu âm tim, ai định hướng tim mạch thì các bạn sẽ phải đi học sâu hơn. Và siêu âm tim bẩm sinh thì nó còn là một cái nhánh sâu hơn nữa trong cái siêu âm tim cơ bản. Thế nên là trong cái bài này, trong một tiếng thì không phải tham vọng của tôi, không phải là để chia sẻ hết tất cả những cái quá phức tạp để cuối cùng các bạn không thu được một cái gì cả. Mà vấn đề là chúng ta sẽ nêu một số những cái đơn giản, những cái bệnh cảnh mà chúng ta có thể gặp ở hàng ngày và chúng ta không bỏ sót đấy khi là một cái người bác sĩ đa khoa. Thế thì mục tiêu trong bài này của tôi sẽ minh họa một số trường hợp siêu âm tim chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh ở người lớn. Thì những cái hoàn cảnh mà có thể gợi ý chúng ta là bệnh nhân có thể có một cái bệnh lý tim bẩm sinh, đó là khi bạn đặt đầu dò vào một cắt chụp dọc cạnh ức, bạn thấy là cái thất phải của bệnh nhân có vẻ như là to hơn so với một cái thất phải bình thường mà các bạn nhìn thấy, một cái tương quan thất phải thất trái. Thứ hai là có thể là bệnh nhân khai là tôi đi khám thì có một tiếng thổi ở tim, và về nguyên tắc ấy, thì chúng ta siêu âm tim để mà tốt thì chúng ta nên có một cái ống nghe, và chúng ta cũng nên nghe cho bệnh nhân một tiếng. Hoặc là khi mà mình nghi ngờ thì mình cũng đeo cái ống nghe lên mình nghe. Chứ nói chung là nếu mà giả sử như mình cũng chỉ cầm đầu dò mình làm, mình không cầm đến cái ống nghe thì nó cũng hơi gọi là không được khách quan lắm. Và cũng có trường hợp thì các bạn thấy ra một người trẻ không có bệnh lý gì mà thấy một thất trái rất là giãn, mình cũng phải tìm xem có những vấn đề gì kèm theo. Và những trường hợp tăng huyết áp ở người trẻ cũng là những trường hợp mà mình cần phải loại trừ và tìm kiếm những bệnh lý tim bẩm sinh. Thì đấy là bốn cái bệnh cảnh mà tôi nghĩ rằng là ở phòng khám chúng ta sẽ thường gặp những bệnh nhân như thế, và trong cái hoàn cảnh của chúng ta những cái đơn giản chúng ta có thể làm được. Thế thì cái thất phải giãn thì cái đầu tiên mà chúng ta sẽ phải nghĩ đến là bệnh nhân có một cái thông liên nhĩ hay không. Thế thì chúng ta sẽ nghi ngờ bệnh nhân có thông liên nhĩ nếu bệnh nhân có điện tâm đồ chụp phải và tăng gánh thất phải, và khi siêu âm tim thấy buồng tim thất phải giãn hơn bình thường. Thế thì thông liên nhĩ thì các bạn ít nhiều là nội trú hay cao học hay là những người đã đi làm, các bạn đều có thể là đã gặp trong đời mình một trường hợp bị thông liên nhĩ rồi. Và các bạn biết là thông liên nhĩ sẽ có rất là nhiều, nó sẽ phân loại làm nhiều thể. Đấy thì trên hình ảnh minh họa này là cái hình ảnh mình nhìn từ cắt nhĩ phải nhìn vào, thì các bạn thấy rằng là sẽ có các vị trí có thông liên nhĩ khác nhau. Trong đó lỗ nguyên phát thì chiếm một tỷ lệ khoảng 15%, lỗ thứ phát hay là lỗ thông kiểu lỗ thứ hai thì chiếm đa số, là chiếm khoảng 80%. Lỗ thứ phát thì thường là nó sẽ nằm ở trung tâm của cái bách liên nhĩ này. Thế còn lỗ nguyên phát thì nó sẽ lệch về phía van nhĩ thất, nó sẽ là bất thường về cấu trúc của cả cái gối van nhĩ thất. Thế còn thể xoan tĩnh mạch thì có thể nằm gần về phía tĩnh mạch chủ trên hoặc tĩnh mạch chủ dưới. Là thể xoan tĩnh mạch thì chiếm khoảng 50%, và cái thể ít gặp nhất đó là thể xoang vành. Thể xoang vành thì
nó sẽ nằm thường là sẽ, cái xoang vành nó sẽ không có cái trần, nó sẽ mất cái trần, nó sẽ thông thường như vậy. Thì thể xoang vành hiếm gặp hơn, chỉ dưới 1%. Các mặt cắt để đánh giá thông liên nhĩ thì các bạn siêu âm tim qua thực quản thì các bạn sẽ cần đánh giá một cái lỗ thông liên nhĩ, bởi vì lỗ thông liên nhĩ thông thường thì có thể là một lỗ thông nhưng cũng có thể là có nhiều lỗ thông, và chúng ta cần đánh giá cái hình dạng cái lỗ thông đó từ nhiều phía để mình xác định một cách chính xác kích thước của lỗ thông. Thì chúng ta sẽ đánh giá ở mặt cắt 4 buồng từ mỏ, mặt cắt trục ngắn cạnh ức, mặt cắt trục dọc cạnh ức, mặt cắt trục dọc dưới mũi ức và mặt cắt trục ngắn dưới mũi ức. Thì những cái mặt cắt chụp dọc và chụp ngắn dưới mũi ức ấy, thì nó sẽ rất là ưu thế ở những cái bệnh nhân mà trẻ con thì là tốt nhất. Trẻ con thì cái bụng rất là mềm, hoặc là những người nữ trẻ mà cái bụng mềm. Đấy, thì cái mặt cắt này nó rất có mang rất nhiều thông tin và rất có ý nghĩa cho chúng ta làm. Thế nhưng còn những người lớn mà nam giới hoặc thành bụng dày thì hai cái mặt cắt này rất là hạn chế. Đấy, thì chúng ta chỉ có thể dự đoán về thông nhĩ dựa trên hai mặt cắt trên kia, và trong trường hợp mà cái mặt cắt dưới mũi ức mờ chúng ta có thể chỉ định cái siêu âm tim qua thực quản ở người lớn. Đấy là lý do vì sao mà rất nhiều bạn hỏi tôi là tại sao trong trẻ em thì mình không phải làm siêu âm tim qua thực quản để đánh giá thông liên nhĩ, bởi vì là chúng ta có cái mặt cắt dưới mũi ức nó rất là có giá trị. Bụng trẻ em rất là mềm và chúng ta nhìn cả quả tim, tất cả các mặt cắt ở dưới mũi ức rất là rõ, chúng ta không cần phải làm thực quản, không cần một cái xâm lấn, một cái nguy hiểm cho bệnh nhân nữa, mà cái kia đã đủ thông tin rồi thì chúng ta không cần. Đó là người lớn thì để mà các bạn xét mít một lỗ thông liên nhĩ, các bạn khẳng định cái lỗ thông liên nhĩ đó có chính xác như các bạn mô tả không một cách tự tin, thì chắc chắn là các bạn nên chỉ định siêu tim qua thực quản sau khi các bạn đã có chẩn đoán ban đầu là thông liên nhĩ trên siêu tim qua thành ngực. Thế thì các nội dung cần đánh giá của một cái lỗ thông liên nhĩ, nếu trong trường các bạn đã có nghi ngờ khi mà các bạn thấy một cái thất phải giãn, hay là bệnh nhân tự nhiên có một cái trục phải bất thường ở một người trẻ tuổi không có bệnh lý gì khác, không có bệnh phổi kèm theo, nhất là các bạn phải đánh giá được vị trí lỗ thông. Thì như chúng ta đã nói, chúng ta có 4 cái vị trí lỗ thông thường gặp, và trong đó vị trí thường gặp nhất là thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ phát, chiếm đa số 80% các trường hợp, và đây là cái dạng vị trí này mình có thể can thiệp bít bằng dụng cụ. Thế còn các vị trí khác thì chúng ta hiện tại là chúng ta chưa có khuyến cáo biết bằng dụng cụ, mà chúng ta đã phải đóng bằng phẫu thuật. Và thứ hai nữa là như tôi đã trao đổi, tức là chúng ta sẽ có thể là chỉ có một lỗ thông, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp là lỗ thông dạng sàng, tức là nó sẽ có nhiều lỗ thông quanh một lỗ thông nhỏ, một lỗ thông to nó sẽ có những cái lỗ thông nhỏ lân cận. Nên để tránh bỏ sót và để tránh mà mình sẽ gặp khó khăn trong lúc mà mình can thiệp ấy, thì mình cần phải đánh giá khi mà mình đã phát hiện một lỗ thông rồi, lỗ thông đó có thể nó không tương xứng với mức độ giãn của các buồng tim chẳng hạn, hoặc là không tương xứng với mức độ tăng áp lực bệnh phổi chẳng hạn. Đấy, thì mình phải đánh giá tiếp các vị trí khác, tiếp cận từ nhiều mặt cắt để mình xem nó còn những cái lỗ thông khác nữa hay không, hoặc là những cái tính mạch phổi đồ bất thường hay không. Tiếp theo đó các bạn phải đánh giá chiều luồng thông. Đương nhiên rồi, chiều luồng thông thì nguyên phát nó sẽ là chiều trái phải, đúng không ạ? Chiều trái phải thì cái sân nó sẽ rất là sân trái phải thấp rõ, sân qua thông liên nhĩ sẽ là sân hai chiều, đúng không ạ? Bởi vì chênh lệch áp lực giữa hai buồng nhĩ nó không cao, nó không giống như thông liên thất hệ ống động mạch, nên là các bạn sẽ nhìn thấy cái sân liên tục, nhưng mà nó sẽ là chiều trái phải rất là rõ. Đấy, mình sẽ đánh giá bằng cả hình ảnh Doppler màu và Doppler xung để mình khẳng định chiều qua luồng thông. Và kích thước lỗ thông các bạn cần phải đo, và kích thước lỗ thông thì các bạn sẽ đo ở cái trên cả 2D và trên cả màu, đo đồng thời. Đấy, và các bạn sẽ đo ở lúc mà cái vị trí mà nó giãn nhất, bởi vì cái chu chuyển tim mới có những lúc nhát co nhát giãn và kích thước nó rất là dao động. Đấy, và chúng ta sẽ cần cho một cái kích thước mà nó gần sát nhất với cái kích thước thực tế của lỗ thông để mà định hướng cho cái người can thiệp, người ta chọn lựa kích thước dụng cụ và người ta dự đoán là khả năng có thành công của thủ thuật hay không. Và cái ảnh hưởng của lỗ thông liên nhĩ đã gây ra cho tim, tức là thông liên nhĩ là một cái dị tật tim bẩm sinh, và nó là một dị tật mà nó biểu hiện muộn nhất trong số các dị tật tim bẩm sinh, tức là nên có thể sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường, sinh con đẻ cái, lao động bình thường cho đến khi họ 50 tuổi, 55 tuổi, họ có rối loạn nhịp rồi họ đi siêu âm thì họ phát hiện ra thông liên nhĩ, hoặc là họ thấy mệt thì họ bắt đầu mới siêu âm ra, họ mới thấy thông thất phải giãn, họ mới phát hiện thông liên nhĩ. Đấy, thì họ bảo tôi không có triệu chứng gì cả. Đấy, thì đấy là cái bệnh lý mà nó diễn biến âm thầm và không có triệu chứng như vậy. Đấy, thì khi đó thì mình sẽ phải đánh giá xem là cái thông liên nhĩ nhiều năm như thế và tại thời điểm phát hiện thì nó đã gây ra ảnh hưởng gì trên tim, nó đã làm giãn buồng tim phải hay chưa, nó có làm tăng áp lực mạch phổi hay không, và nó về mặt điện học thì nó có làm rối loạn nhịp hay không. Và các tổn thương kèm theo nữa thì như tôi nói, nếu mà lỗ thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ phát thì thông thường nó chỉ có một lỗ chính giữa và không có tính mạch phổi các thứ đổ kèm theo, nhưng mà chúng ta phải xem có những cái lỗ nhỏ kèm theo. Thế còn những trường hợp thí dụ như là thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch chẳng hạn, thì chúng ta phải đánh giá tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ, hoặc là có những cái tổn thương hẹp hở van hay là kèm theo trong hội chứng, ví dụ như hội chứng Lutten-Bechstein, hoặc là bệnh nhân có hẹp van động mạch phổi kèm theo hay không. Nói chung là mình phải khảo sát hết các tổn thương còn lại ở các van còn lại.
Thế thì đây các bạn một cái hình ảnh đầu tiên, tức là đầu tiên các bạn vẫn là theo truyền thống ở Việt Nam hay là miền Bắc chúng ta sẽ vẫn bắt đầu bằng cái hình ảnh mặt cắt sụp dọc cạnh ức đúng không ạ? Cái hình ảnh bên trái các bạn thì các bạn thấy rằng là chúng ta thấy là bình thường ấy thì thất phải, cái kích thước thất phải mà tương quan thất trái thì nó chỉ không vượt quá 2 phần 3 kích thước thất trái đúng không ạ? Thế đây thì các bạn trông nó gần như là nó gần bằng nhau đúng không? Đấy mà mình đo thì kích thước nó lên đến 29. Cái này nó cũng rất là dao động giữa người đo và trong một người đo, giữa các lần đo nó cũng rất khác nhau và cái vị trí mình đặt đo cũng khác nhau. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là bạn nhìn tương quan giữa các bừng tim đúng không ạ? Các bạn thấy là thất phải này, nó lớn gần như thất trái, như thế thì nó phải có một cái vấn đề gì đó ở một cái người trẻ mới có 22 tuổi chẳng hạn. Đấy thì các bạn thấy là thất phải giãn. Thì mình sẽ phải đặt câu hỏi là chúng ta sẽ đi tìm thông minh nhĩ bệnh nhân này. Thế thì cái mặt cắt tiếp theo mà các bạn sẽ xoay đó là mặt cắt chụp ngắn cạnh ức đúng không ạ? Từ mặt cắt chụp dọc mà các bạn xoay 90 độ sang theo chiều kim đồng hồ, đó là chụp ngắn cạnh ức. Thì khi đó thì động mạch chủ sẽ ở trung tâm và các bạn sẽ thấy là nhĩ trái, nhĩ phải, van ba lá và thất phải, đường ra thất phải. Thế thì ở cái vị trí vách liên nhĩ này, các bạn sẽ quan sát xem nó có cái dòng màu ở đây không. Đấy, và nó có cái sự tức là bị mất liên tục của cái bách liên nhĩ này không? Bởi vì ở cái vị trí này thì nó ít khi nó bị drop out bởi vì nó cũng không phải là thẳng góc lắm với lại chùm tia siêu âm, nên là nếu mà các bạn để mà nó vênh vênh lên là các bạn có thể thấy là cái hình ảnh nó tương đối thật chứ nó không bị hình ảnh giả giống như ở mặt cắt bốn buồng. Thì các bạn thấy đây là có một cái luồng máu đỏ và nó cũng rất là mịn, nó không phải là cái dòng khảm giống như là trong những trường hợp mà tăng áp mà chênh áp giữa hai buồng thất hay là chênh áp ống động mạch. Thế nên là cái trường hợp này đấy, các bạn thấy là một cái luồng thông, một cái luồng sân màu từ bên nhĩ trái sang nhĩ phải. Và luôn luôn các bạn khi mà các bạn nghi ngờ thì trong tim bẩm sinh các bạn có cái chức năng là ấn đồng thì, tức là các bạn vừa ấn màu và 2D cùng lúc thì các bạn sẽ thấy là tương ứng với cái hình 2D nó chạy, nó có cái khuyết âm ở chỗ đó thì tương ứng với màu bên này nó sẽ có dòng màu qua không, thì nó rất là chính xác. Nó khác với việc là các bạn ấn hai chế hai hình 2B, một hình là không có màu, một hình có màu, mà đây là các bạn ấn đồng thời. Sau khi đó rồi thì các bạn sẽ quay mặt cắt bốn buồng từ mỏm. Cái này thì cái hình bên trái này là cái mặt cắt nó hơi biến đổi của bốn buồng từ mỏm. Bình thường bốn buồng từ mỏm thì cái mỏm tim nó sẽ phải ở chính giữa cái giẻ quạt này. Thì tuy nhiên khi mà nếu mà mình để như thế thì nó sẽ bị thẳng góc với cái vách liên nhĩ và đôi khi nó sẽ có hình ảnh drop out. Nên mình và đồng thời vì cái thất phải nó bị to lên, nó giãn, thế nên là nó sẽ cái cấu trúc quả tim nó sẽ cái tư thế nó sẽ thay đổi, nên là chúng ta sẽ lấy để nó hơi vênh đi để mà mình nhìn thấy cái lỗ thông liên nhĩ rõ. Và trong trường hợp đó ở cái vị trí mặt cắt bốn buồng từ mỏm này chúng ta sẽ đo được, chúng ta nhìn thấy cũng một lần nữa, chúng ta nhìn thấy luồng thông, chúng ta đo được chiều dài của kích thước của lỗ thông, chiều dài của G van nhĩ thất, tức là từ cái vị trí chỗ bám của van hai lá này đến cái mép dưới của cái lỗ thông liên nhĩ, và G tĩnh mạch phổi tức là từ cái mép trên của thông liên nhĩ đến cái trần nhĩ hay là đến cái tĩnh mạch phổi trên phải này. Đấy, chúng ta sẽ đo được hai cái G ở vị trí mặt cắt bốn buồng này. Đồng thời là một cái số đo mà người ta cũng quan tâm đó là cái chiều dài của vách liên nhĩ. Bởi vì thí dụ như là một cái người lớn tuổi, cái vách liên nhĩ nó 50 năm 60 mm chẳng hạn, thì một cái lỗ thông 30 thì nó cũng không phải là quá to. Thế nhưng mà mới với một em bé 8 9 tuổi chẳng hạn, cái vách liên nhĩ nó chỉ là 30 thì cái lỗ thông 20 thì đã gọi là to rồi, 20 hay là to rồi. Thế nên là khi người ta cái người làm can thiệp ấy, người ta cũng quan tâm đến là cái kích thước tương quan giữa kích thước lỗ thông và cái chiều dài của vách liên nhĩ để xem là cái cánh dù nó có đủ chỗ để bám hay không. Và khi các bạn xoay, đây là hình ảnh bốn buồng từ mỏm. Thế còn đây là hình ảnh mặt cắt dưới mũi ức. Dưới mũi ức thì các bạn thấy ở người lớn thì không phải dễ mà mình có thể lấy được mặt cắt dưới mũi ức một cách rõ nét và như mình mong muốn. Thế nên là nếu mà mình càng ấn mạnh thì người ta sẽ càng gồng bụng và cuối cùng là cả hai bên đều thất bại. Chúng ta thì quá đau tay và bệnh nhân thì cũng đau nốt và chúng ta không được hình ảnh mong muốn. Thế nên tốt nhất là chúng ta nhẹ nhàng với bệnh nhân đấy và nói bệnh nhân phối hợp tốt, thả lỏng mềm mại ra thì bệnh nhân cũng không bị đau, chúng ta cũng không phải ấn mạnh và chúng ta sẽ được hình như mong muốn. Và cố gắng là chúng ta sẽ cho cái hình nó di động theo cái nhịp hô hấp của bệnh nhân và mình sẽ lấy được cái hình mà tối đa nhất mà mình mong muốn. Và cái mặt cắt dưới mũi ức là cái mặt cắt quan trọng để mình đánh giá G tĩnh mạch chủ trên và G tĩnh mạch chủ dưới. Thế thì ở chúng ta làm thì thông thường là chúng ta vẫn đang để ngược so với lại cái siêu âm tim bẩm sinh thông thường ở các trường phái trên quốc tế người ta làm, tức là ở ngay dưới cái đầu dò mình đặt dưới mũi ức đây, chỗ này là gan ạ. Thế gan xong thì đương nhiên là nó sẽ phải áp vào gì thất phải và như thế là gần đấy sẽ là tĩnh mạch chủ dưới, tức là tĩnh mạch chủ dưới mình sẽ nhìn thấy nó dốc lên trên. Thế cái hình này cũng không phải là hình tối ưu để đo G tĩnh mạch chủ dưới, bởi vì hình tối ưu để đo G tĩnh mạch chủ dưới là các bạn phải bộc lộ, phải mở được cái tĩnh mạch chủ dưới, phải mở được cái miệng tĩnh mạch chủ dưới vào thì nó mới là chính xác.
Thế nhưng mà chúng ta sẽ đo rất nhiều hình và chúng ta sẽ chọn, chứ không phải chúng ta chỉ đo xong đúng bốn hình này xong chúng ta đi ra kết luận. Đấy, khi đã làm gặp một trường hợp tim bẩm sinh thì nói chung là mình mất thời gian, là bởi vì mình lấy nhiều hình ảnh để mà mình có một cái hình ảnh mà mình thấy là nó hài hòa nhất, và mình tổng hợp các hình ảnh đó lại để mình quyết định xem là cuối cùng thì cái kích thước lỗ thông thực sự nó là bao nhiêu, bởi vì nó rất là có giá trị. Bởi vì cái người can thiệp người ta không ngồi ở trước máy siêu âm, người ta không xem được cái những hình ảnh này. Nếu giả sử như các bạn chuyển được hình ảnh động, tất cả các bạn đã quay lại rất là tốt thì người ta còn xem được và người ta còn có thời gian xem. Còn nói chung ấy thì là người ta sẽ tin tưởng vào cái người làm. Thế nên cái người làm đấy mình càng cho họ một cái kết quả mà nó càng gần với thực tế, cái lỗ thông bao nhiêu thì cái khả năng thành công của cái thủ thuật càng cao bấy nhiêu. Đấy, thế nên là mình không, nếu mà giả sử bệnh nhân đến làm trong hoàn cảnh là bệnh nhân đến khám screening để làm, ok, các bạn có thể chẩn đoán sơ bộ ra là thông liên nhĩ, nhưng cái bệnh nhân đó khi vào viện các bạn nên làm lại một cái siêu âm để phục vụ can thiệp. Cũng giống như ở đây người ta chỉ định siêu âm để mổ tim chẳng hạn, hai bản siêu âm của hai bác sĩ độc lập, và siêu âm đó là siêu âm một buổi chỉ có chục cái siêu âm chứ không phải là một buổi 40 cái siêu âm. Đấy, thế nên là người ta làm lâu, mắc điện cực và làm tỉ mỉ tất cả các thông số để ấy. Can thiệp người ta cũng phải đáng được như thế, tức là cũng phải cần phải làm kỹ để đánh giá chi tiết. Bởi vì nếu mà thành công thì mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, còn nếu mà khi mà nó xảy ra biến chứng thì tất cả đều rất là vất vả. Thế tại sao chúng ta không chuẩn bị kỹ để được một cái kết quả nhẹ nhàng, thay vì sau đó chúng ta làm cũng thôi, bệnh nhân từ ngoài vào đã có một cái siêu âm rồi không cần làm lại, cứ thế mang đi biết rồi. Đến lúc biết xong thì mới thấy rằng à, bệnh nhân lại có thêm cái này nữa, à, bệnh nhân là thực dây lỗ lại như này, đúng không ạ? Đấy, thế thì để mình sẽ đo G tĩnh mạch chủ dưới, và đối diện với G tĩnh mạch chủ dưới sẽ là G tĩnh mạch chủ trên, và còn lại thì ở giữa đó chính là lỗ thông, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ cũng mật màu đồng thời, thì chúng ta sẽ thấy là cái màn, cái chạm, cái màu vào hai bên đấy chính là cái chỗ mà G, bởi vì các bác liên nhĩ nó có cái đặc điểm là cái bờ của G nó có thể nó mềm, thế nên là cái khoảng đo trực tiếp bằng 2D nó có thể bé hơn so với cái dòng màu, và cái hướng của dòng màu nó cũng có giá trị để xem là trong những trường hợp mà cái G tĩnh mạch chủ dưới nó rất ngắn thì cái hướng dòng màu nếu giả sử nó tạt hết sát về phía thành của cái tĩnh mạch chủ dưới này thì khả năng là rất là khó để mình có thể can thiệp. Nhưng nếu mà giả sử như là cái eo của cái dòng màu đó nó vẫn có xu hướng nó tạt về phía thất phải, đấy thì cũng là một cái hướng mà để người ta thấy rằng là có thể là vẫn có cái cơ may là biết thành công. Nếu mà trong trường hợp đó là bệnh nhân nữ mà mình vẫn mong muốn bít nội soi cho bệnh nhân. Đấy, thì qua đây là cái hình ảnh mà mình mô tả, mình minh họa, mình đo chiều dài vách liên nhĩ và đo G van nhĩ thất, G tĩnh mạch phổi ở một cái mặt cách 4 buồng từ mỏ. Và các bạn thấy rõ ràng là trong trường hợp này bệnh nhân cái thất phải nó còn thậm chí nó còn lớn hơn so tương quan so với thất trái. Và khi mà chúng ta bắt Doppler xung qua vị trí thông liên nhĩ, chúng ta để check thì bắt Doppler xung thì các bạn thấy đây là một cái dòng liên tục và sân trái phải. Đấy, và sân sân thông liên nhĩ là sân áp lực thấp nên là chênh chênh lệch áp lực thấp. Giữa hai buồng nhĩ nó chỉ khoảng 5 5 7 mm, 5 đến 7 mm thủy ngân thôi. Và tất cả những trường hợp thông thông liên nhĩ ở người lớn thì chúng ta cần phải chỉ định siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim qua thực quản để khẳng định những cái kết luận của chúng ta qua thành ngực là đúng. Và thứ hai nữa, siêu âm tim qua thực quản đó là nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời được cái câu hỏi cái G tĩnh mạch chủ trên, G tĩnh mạch chủ dưới rất là rõ, nó không bị cản trở gì về vấn đề cơ thành bụng và các thứ cả. Đấy, thì chúng ta sẽ cũng phải xoay qua tất cả các vị trí mặt cắt để mình đo các G quanh qua trong thông liên nhĩ qua siêu quan thực quản. Trong cái hình này thì đây là cái mặt cắt ngang ngang thực của giữa thực quản và ở mặt cắt chụp ngắn khoảng tầm 5 60 độ thì mình sẽ thấy cái động mạch chủ nó ở giữa, và thông thường là G động mạch chủ là không có. Các bạn thấy cái đầu động mạch chủ nó nhẵn thín này như cái đầu ông sư này, tức là nó không có G động mạch chủ. Và sau thông liên nhĩ thì duy nhất là cái G động mạch chủ này người ta không quá quan trọng, tức là cái hai cánh nó có thể ôm lấy vòng theo cái động mạch chủ này và người ta không cần một cái G ở đây để có thể vẫn có thể biết được bệnh nhân. Đấy, trong khi đó thì mình cũng cái vị trí mắt cắt loanh quanh ở đó thì mình chỉ cần xoay đi một chút thì mình có thể đo được cái G sau. Đấy, muốn đo một cái G gì thì mình luôn luôn phải thấy được cái G đó và cái vị trí điểm tiếp nối của nó, là mình phải đưa nó được vào khuôn hình để mình đo. Còn đây là mình đo 4 buồng thì mình sẽ đo được G van nhĩ thất. Đấy, tất nhiên là khi mà chúng ta có hình động chúng ta sẽ nhìn rõ và luôn luôn sẽ đối chiếu giữa hình 2D và hình màu. Đây là cái bắt đầu cái điểm bắt đầu nó màu nó vào đây thì chúng ta sẽ đo đến cái chỗ bám của van nhĩ thất. Và cái mặt cắt bicaval, tức là mặt cắt tĩnh mạch chủ trên tĩnh mạch chủ dưới, là cái mặt cắt quan trọng để chúng ta đo G tĩnh mạch chủ trên tĩnh mạch chủ dưới. Và tối ưu là chúng ta cần phải đưa hai cái G đó vào cùng một khuôn hình, tức là hai cái đầu hai cái G nó phải chúc vào nhau để chúng ta khẳng định đấy là G tĩnh mạch chủ trên và G tĩnh mạch chủ dưới. Và chúng ta muốn đo G nào chúng ta sẽ ưu tiên nó hơn, tức là chúng ta sẽ, nếu mà G tĩnh mạch chủ trên sẽ rút ra nông hơn để chúng ta đo nó một cách rõ ràng hơn.
đấy, còn khi nào sau khi xong cái gờ này rồi, giải quyết được cái gờ tĩnh mạch chủ trên rồi, chúng ta sẽ lại nhét đưa cái đầu dò vào sâu hơn để chúng ta bộc lộ toàn diện hơn cái gờ tĩnh mạch chủ ở dưới. Đấy thì các bạn thấy là khi mà cái hành động thì chúng ta có thể nhìn thấy gờ tĩnh mạch chủ dưới đây, gờ tĩnh mạch chủ trên đây, đúng không ạ? Đấy, và nó chúc vào nhau như thế này. Đấy thì cái hành động nó sẽ gợi ý cho mình, và để khi mình dừng hình mình có thể đo được. Đấy thì bây giờ mình không tập trung vào tĩnh mạch chủ trên nữa, mình tập trung vào tĩnh mạch chủ dưới mình đo, thì mình sẽ lấy, và tất nhiên là tại sao gờ này gờ tĩnh mạch chủ dưới cũng rất là ngắn. Đấy, thì mình đo được gờ tĩnh mạch chủ dưới. Đấy là những cái nét mà siêu âm tim trong một cái trường hợp mà bệnh nhân nghi ngờ thông liên nhĩ từ khi mà bạn đặt đầu dò vào trên một cái bệnh nhân. Có thể là người ta chưa chẩn đoán trước đó, có thể là người ta chẩn đoán rồi, người ta nói cho bạn biết cái chẩn đoán của người ta rồi, hoặc cũng có thể là người ta chưa được biết chẩn đoán. Thế những trường hợp mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt thất phải giãn nữa là những cái nguyên nhân ít gặp hơn, đó là cái hay gặp nhất mà chúng ta đã mô tả, đó là cái luồng thông ở tầng nhĩ, và cái dễ nhất mà chúng ta dễ phát hiện nhất đó là thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ phát. Còn những trường hợp mà chúng ta thấy một cái lỗ nó chỉ như lỗ PFO, nó không tương xứng mà thất phải vẫn giãn, thì khi đó chúng ta sẽ phải có thể sẽ phải làm sâu hơn, chúng ta xem tĩnh mạch phổi như nào, siêu âm tim qua thực quản xem qua những cái loại thông liên nhĩ thể sang tĩnh mạch hay không. Đấy, ngoài ra thì cũng ngoài thông liên nhĩ ra, chúng có những trường hợp chúng ta tìm mãi thông liên nhĩ cũng chẳng tìm thấy thông liên nhĩ, và chúng ta chỉ thấy một cái bệnh nhân là có cái bệnh cảnh là thất phải rất là giãn, và van ba lá thì hở rất là nhiều. Có những trường hợp van ba lá hở nhiều thì chênh áp qua van ba lá cao, nhưng có trường hợp van ba lá hở nhiều nhưng chức năng thất phải rất là kém. Thế thì có những cái là trường hợp bệnh lý thì chúng ta để đó, có những trường hợp là bệnh lý cơ tim thất phải nó cũng làm cho cái chênh áp qua van ba lá nó giảm, và có những trường hợp một số bệnh lý tim bẩm sinh là cái tâm thất phải đóng vai trò thất hệ thống thì nó cũng là cái thất to. Thì những cái này là những cái nó ít gặp hơn, chúng ta tôi sẽ không đề cập đến trong cái vấn đề về thất phải giãn. Đấy thì tôi muốn đề cập nhấn mạnh một cái dị tật mà các bạn khá thường gặp, ở đâu cũng có thể gặp, ở phòng khám không phải tim mạch có thể gặp, đó là cái bệnh lý thông liên nhĩ. Trong trường hợp thứ hai mà các bạn có thể gặp trong cái bệnh cảnh các bạn ngồi phòng khám, đó là bệnh nhân đến họ nói là họ đi khám sức khỏe, hay là họ đi tình cờ làm cái gì đó và người ta nghe thấy một tiếng thổi ở tim, tiếng thổi khá là thô ráp thâm thu. Đấy, hoặc là trong họ cũng đã từng nói là trước kia là người ta cũng bảo tôi có tiếng thổi tâm thu rồi, thế nhưng mà tôi vẫn sống bình thường chẳng sao cả nên là cũng không đi khám. Đấy, thế thì một cái tiếng thổi tâm thu của người lớn thì rất có thể là người ta sẽ còn tồn tại một cái lỗ thông liên thất. Đấy, thông liên thất có thể họ phát hiện từ trước rồi nhưng mà vì một cái lý do nào đó lỗ thông liên thất đó nó nhỏ ở vị trí không phù hợp nên là bệnh nhân chưa được can thiệp, mổ thì không đáng bởi vì là nó quá bé, nó không ảnh hưởng đến huyết động. Đấy, thế còn bít thì cái vị trí nó lại không thích hợp để bít nên là người ta vẫn duy trì, và người ta vì nó không ảnh hưởng đến người ta cũng chẳng đi khám lại. Đấy, xong bây giờ thì người ta có thời gian hay là người ta vì một lý do đó người ta đi khám lại để gặp các bạn. Đấy, thì cái hoàn cảnh có thể là đã biết từ trước, không xử lý gì, hoặc là có thể là lần đầu tiên phát hiện. Thế thì với những cái trường hợp thông liên thất ở người lớn thì nó chia ra ba dạng. Một là cái kích thước lỗ thông nó nhỏ, hay là kích thước lỗ thông mức độ trung bình, hay là kích thước lỗ thông lớn thì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định về mặt huyết động. Với những trường hợp nhỏ như tôi nói với các bạn, tức là nếu mà lỗ nhỏ thì nó thông thường kích thước thất trái nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đấy, và nếu mà trong điều kiện bệnh nhân vệ sinh tốt thì bệnh nhân cũng không bị ảnh hưởng vấn đề gì cả. Tức là cái nguy cơ lớn nhất đó là viêm mạng nhiễm khuẩn, nhưng mà trong thế hệ trước đây thôi, còn bây giờ thì mình cũng ít gặp. Đấy, chúng ta có thể theo dõi cho bệnh nhân và khuyên bệnh nhân những cái vấn đề về dự phòng viêm mạng nhiễm khuẩn. Đấy, thế còn một số những trường hợp lỗ nó nhỏ nhưng mà nó ở cái vị trí cao hoặc ở vị trí sát cái van động mạch chủ mà nó gây ra cái tiến triển của biến dạng của cái lá vành phải và hở van, thì trong trường hợp đó theo dõi định kỳ mà chúng ta cũng có thể chúng ta sẽ phải chỉ định can thiệp vào cái lỗ thông đó vì nó gây ra cái biến chứng. Trường hợp thứ hai là trường hợp lỗ thông có kích thước trung bình thì nó có thể làm giãn thất trái, và trong trường hợp đó chúng ta sẽ cân nhắc để đóng lỗ thông bằng phẫu thuật hoặc bằng can thiệp. Còn những trường hợp mà lỗ thông lớn mà chúng ta không phát hiện ra từ hồi bé, chúng ta có thể phát hiện trong bệnh cảnh là bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi rồi. Thế trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải thông tim để xem là cái tăng áp lực động mạch phổi này nó đã cố định hay chưa, cái việc vá hay là bít lỗ thông nó còn có giá trị hay không. Hay thì trong trường hợp nếu mà tăng cố định rồi thì sẽ không còn chỉ định để đóng lỗ thông nữa. Thế thì các bạn biết rằng là cái vách liên thất thì nó không đơn thuần, nó không phải là một cái giống như cái bức tường phẳng như cái cửa ra vào của các bạn, mà nó cong, nó ôm theo cái, vì các bạn biết các bạn cắt chụp mà mặt cắt ngang qua hai thất đi thì các bạn thấy là cái thất phải nó như cái hình trăng lưỡi liềm, nó ôm lấy cái thất trái hình tròn, đúng không ạ? Thế nên có nghĩa là điều đó có nghĩa là gì, là vách liên thất nó cũng ôm kiểu cong như thế chứ nó không phải là thẳng. Và người ta sẽ chia vách liên thất làm bốn phần, là phần phần màng, phần buồng nhận, phần cơ bè và phần đường da. Đấy thì cái phần màng là cái phần mà ở quanh đó nó có những cái vấn đề, có cái cấu trúc về về chi phối về nhịp đấy, và nó có thể gây ra những cái rối loạn nhịp nếu mà cái lỗ thông hoặc là vá hoặc là can thiệp vào cái vị trí đó. Thế còn nếu mà nó hướng về phía van nhĩ thất,
van ba lá thì nó sẽ là về phía buồng nhận, còn phần cơ bè là phần cơ rất lớn ở dưới, còn phần đường ra tức là hướng về phía van động mạch phổi, van động mạch chủ. Đấy, thì tùy xem là vị trí lỗ thông ở chỗ nào mà chúng ta sẽ chia ra lỗ thông liên thất, nó sẽ có nhiều loại, liên thất phần buồng nhận, phần quanh màng, phần cơ bè. Cơ bè thì có vùng mỏm, vùng giữa hay là vùng về phía buồng nhận hay phía đường ra, và thông liên thất dưới van động mạch, có thể là dưới van động mạch chủ hoặc là dưới van động mạch phổi hoặc là dưới hai đại động mạch. Thế thì các mặt cắt cũng như trong thông liên nhĩ, tức là chúng ta sẽ phải đánh giá một lỗ thông ở rất nhiều mặt cắt khác nhau để mà cho chính xác nhất những cái thông tin. Càng nhiều mặt cắt thì chúng ta sẽ càng cho cái thông tin chính xác về lỗ thông. Bởi vì tất cả những hiện tại đến bây giờ thì đa số các máy siêu âm mình vẫn đánh giá là siêu âm 2D để đánh giá lỗ thông. Một số trường hợp mình có máy thành ngực 3D để mình đánh giá. Thế nhưng mà khi mà chúng ta phải thực sự là làm tốt 2D, làm đẹp 2D thì mình khi đến làm 3D mới có giá trị. Còn nếu không thì 2D và làm rất nhiều mặt cắt thì nó vẫn tốt hơn là mình từ 2D không đẹp mà mình dựng 3D thì mình sẽ nhìn sẽ rất là dễ nhầm cái lỗ thông đó. Đấy, thì chúng ta cũng đánh giá mặt cắt, những cái mặt cắt cơ bản các bạn cần phải đánh giá được là mặt cắt chụp dọc cạnh ức, mặt cắt chụp ngắn cạnh ức. Trong đó thì các bạn sẽ phải quay đầu dò từ đáy tim đến mỏm tim để xem, để mình không bỏ sót. Bởi vì thông liên thất cũng giống như thông liên nhĩ, nó có rất nhiều trường hợp là dạng switchy, tức là có rất nhiều lỗ thông. Đấy, có những phần cơ bè có nhiều lỗ để mình không bỏ sót. Mình tìm đến một lỗ thông phần quanh màng rồi mình nghĩ thế là đủ, thế nhưng mà đâu đó mình lại bỏ sót một lỗ thông phần cơ ở dưới chẳng hạn. Đấy, mặt cắt năng buồm từ mỏm để mình đánh giá cái tương quan của cái lỗ thông liên thất đó với cái chỗ bám của cái lá van động mạch chủ, đặc biệt là lá vành phải và lá không vành, và các mặt cắt trung gian, tức là các mặt cắt mình line giữa các mặt cắt để mà thấy cái hình ảnh rõ nét nhất. Bởi vì không phải lỗ thông lúc nào nó cũng đúng nằm ở cái vị trí đó để các bạn quay đúng cái vị trí đó là các bạn nhìn thấy nó, mà đôi khi là ở cái vị mặt cắt chuẩn đó các bạn thấy nó lấp ló rồi thì các bạn sẽ xoay để mà bộc lộ cái mặt cắt một cách rõ rệt nhất. Đấy, thì cái này là mình minh họa lại cái hình ảnh các vị trí lỗ thông. Và nói chung là cái nếu mà giả sử như là để làm tim bẩm sinh thì tốt nhất là chúng ta cần phải có một quả tim mô hình, và nếu không thì chúng ta cũng nên mổ tim lợn. Và cái hình đầu tiên mà tôi chiếu cho các bạn đó là cái hội nghị gần đây nhất mới diễn ra thành phố Hồ Chí Minh, là cái hội nghị A to Z về tim bẩm sinh. Năm nào họ cũng tổ chức thường niên, và năm nay thì họ có thêm cái tiết mục là họ có một cái người chuyên về mô phôi, là một cái bà cũng rất là nổi tiếng, là bà Xuyên Hồ ở Anh, và bà sang và bà có một cái session là hướng dẫn mổ tim, tức là cho những người mà đã cầm đầu dò xem quả tim rất là nhiều qua thành ngực rồi thì mình sẽ được mổ quả tim lợn để xem là cái vách liên nhĩ như thế nào, các tĩnh mạch phổi nó ra làm sao, tĩnh mạch chủ trên chủ dưới như nào, vách liên thất như nào. Đấy, thì chúng ta phải mổ vào đó chúng ta mới biết được. Thì hôm đó thì có anh Minh Hùng ở Q2 này, có anh Quang ở bên Viện Nhi Trung ương, và tôi và bác sĩ Hiển cũng có tham gia vào cái session đó, thì mình cũng học được rất là nhiều. Đấy, bởi vì nếu không có họ hướng dẫn cho thì mình sẽ không biết cách phẫu tích. Bởi vì thực ra là các bạn cũng đã đi học giải phẫu tim 1, nhưng chắc là chúng ta cũng chưa bao giờ sờ đến quả tim cả, và chúng ta cũng không biết chúng ta có bao nhiêu quả tim tiêu bản để mà học. Đấy, có trong một đợt là có những bạn sinh viên Pháp sang hỏi tôi rằng là bây giờ muốn lên viện giải phẫu để xem cái tiêu bản quả tim. Tôi cũng lắc đầu, tôi bảo là chắc là chỉ có hai cái xác thôi, chứ còn khả năng những cái tiêu bản đó người ta chỉ để trong lọ thôi, chứ còn có khi người ta cũng khó để người ta lôi cho các bạn xem. Thế nhưng mà tim lợn thì các bạn có thể mua được ngoài chợ. Đấy, thì các bạn có thể xem được. Tất nhiên là không phải là tim lợn thì có tim bẩm sinh, nhưng mà ít nhất là mình hình dung ra được là, và người ta còn chỉ cho mình cái vị trí của những cái giải điều hòa và cái vị trí của những cái đường dẫn truyền, thì cũng rất là tốt để mình có thể học được về cái tim bẩm sinh này. Các nội dung cần đánh giá về thông liên thất thì cũng giống như thông liên nhĩ, các bạn phải trả lời là lỗ thông nằm ở vị trí nào, có mấy lỗ thông liên thất, chiều đường thông là như thế nào, kích thước lỗ thông. Các bạn cần phải đo trên nhiều mặt, bởi vì lỗ thông nó có thể là hình bầu dục. Đấy, thế nên là nếu mà các bạn có những trường hợp người ta kết luận là lỗ thông chỉ có 3 mm, còn những trường hợp người ta lại kết luận là lỗ thông 9-10 mm, và trong trường hợp này là bố mẹ hoặc là bệnh nhân thực sự rất hoang mang, bởi vì là hình như lỗ thông của con em hay của người nhà em nó to ra. Đúng, như thực tế nó chẳng to ra, thực tế chỉ là bởi vì là mình đã chưa dành đủ nhiều thời gian để đánh giá cho cái lỗ thông đó thôi. Thế khi mà mình dành đủ nhiều thời gian thì chính chúng ta cũng đã ra rất nhiều những cái nét cắt khác nhau mà với các kích thước khác nhau đó khác nhau, và chúng ta sẽ phải là người quyết định cuối cùng là cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy cái kích thước nào để đại diện nhất cho cái lỗ thông của mà chúng ta đo, và chúng ta chịu nhiệm ký vào cái bản kết quả đó. Đấy, và cái lỗ thông liên thất đó nó có những cái cấu trúc của van ba lá nó đến nó hỗ trợ, nó che bớt kích thước lỗ thông hay không, và cái cấu trúc van ba lá đó nó hỗ trợ thì nó sẽ tạo thành cái kiểu phình vách dạng túi, hay là dạng giống như ống động mạch, hay là dạng nó như một cái cửa sổ. Bởi vì tất cả những cái hình dáng đó nó cũng giúp cho cái người phẫu thuật viên hay là người can thiệp, người ta quyết định là trong trường hợp này có nên can thiệp hay không, hay là theo dõi, hay khả năng tự biết hay không,
Đấy, và có một số trường hợp nó còn có cái chính cái cấu trúc van Ba Lan đó nó làm cho cái luồng luồng thông nó đi từ thất trái sang thất phải, nhưng mà nó lại đi qua luôn cái lá van, nó đi về nhĩ nhĩ phải. Đấy thì trong trường hợp đó nó có gọi là có dẫn lưu thất trái nhĩ phải. Và quan trọng nữa là chúng ta xem là bệnh nhân có cái G van động mạch chủ hay không. Thì cái trong trường hợp này nó lại khác với lại trường hợp của thông liên nhĩ, tức là trong trường hợp này biết thông liên thất thì mình lại quan tâm đến cái G van động mạch chủ. Và ngoài ra chúng ta anh ảnh hưởng của lỗ thông tới tim, tức là bệnh nhân có gây ra giãn thất trái xa van động mạch chủ, hở van động mạch chủ, hẹp van thất phải phản ứng hay là có hở ba lá hay không. À, một số trường hợp chúng ta sẽ có thể nhầm với phổ hở van ba lá với lại cái chính cái phổ của cái dòng sân qua lỗ thông liên thất khi mà nó bị dẫn lưu thất trái nhĩ phải. Đấy thì chúng ta không bao giờ mà trong một cái trường hợp mà bệnh nhân vừa có chân trái phải rõ, tức là chênh áp qua lỗ thông đến 100 mà sau đó thì áp lực động mạch phổi chênh áp qua ba lá cũng đến 80, trừ khi huyết áp của bệnh nhân đó là 180, 190, 200 đúng không ạ? Thế nên trong trường hợp đó để các bạn kết luận là sân trái phải cao, sau đó thì lại các kết luận là tăng áp lực động mạch phổi nhiều, thì các bạn rất thận trọng với câu kết luận đó các bạn. Đấy thì các bạn sẽ cần phải đánh giá lại cái áp lực động mạch phổi qua một cái kênh tham chiếu, đó là qua phổ hở phổi. Nếu mà qua các bạn bắt được một dòng hở phổi, các bạn bắt qua đó mà áp lực động mạch phổi không cao, áp lực động mạch phổi trung bình mà cuối tâm trương không cao, mà các bạn tính theo công thức ra áp lực động mạch phổi tâm thu, thì các bạn phải xem chừng rằng cái dòng tâm thu các bạn bắt được đó chính qua hở và là đó chính là cái dòng thông liên thất nó tạt vào, là khi mà mình quyết định là cái chân trái phải rõ, thất trái vẫn còn giãn mà lại áp lực động mạch phổi cao, hai cái số nó tương nhau thì mình cần phải xem xét lại trước khi mình kết luận. Đây là hình ảnh giống như các bạn cắt mà cắt chụp dọc cạnh ức đấy, thì khi mà cắt trên siêu âm cũng hệt như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy cái lỗ thông ở đây và cái mặt cắt này bắt buộc là các bạn cần phải bộc lộ trong cái kết quả siêu âm của các bạn đấy, dù là ở đây có lỗ thông hay không. Có thể các bạn kết luận là có thông liên thất, có thể nó ở phần cơ ở dưới này, có thể là các bạn thấy lỗ thông chính chỗ này ai cũng nhìn thấy bật cả 2D lẫn màu, và thậm chí là đến hết cả bác liên thất này các bạn cũng không nhìn thấy gì. Thế nhưng mà những cái mắt cắt khác các bạn nhìn thấy để các bạn khẳng định rằng à cái lỗ thông nó không phải là thấp đến mức thế, có thể nó cao trên cái van động mạch chủ này rồi mà nó dưới van động mạch phổi chẳng hạn. Thế nên là một cái âm tính nó cũng là một cái có giá trị cho người ta khẳng định rằng cái kết luận của bạn là đúng. Đấy, thế nên là cái mắt cắt chụp dọc này dù là các bạn không nhìn thấy sân ở đây thì các bạn cũng vẫn nên để một cái mắt cắt chụp dọc cạnh ức chuẩn, cắt một cái ảnh cho hoặc là ức quay một cái hình để cho những người khác tham chiếu. Đấy, và quay khi mà quay chụp ngắn cạnh ức thì các bạn sẽ thấy là các vị trí tương ứng, vì sao người ta gọi là bệnh nhân này phần quanh màng, vì sao lại dưới van động mạch chủ, vì sao lại dưới van động mạch phổi, thì nó phụ thuộc vào cái vị trí tương quan của cái lỗ thông theo cái tâm của cái động mạch chủ ở chính giữa này. Thì các bạn thấy cái vòng tròn như là cái vòng tròn của cái tay lái xe Mercedes đấy, và tầm nếu mà tầm khoảng 10 giờ ở vị trí gần vị trí van ba lá này thì đấy là phần quanh màng, thế tầm khoảng chính giữa 12 giờ 11 12 giờ là dưới van động mạch chủ. Thế còn nếu nó lệch sang phía van động mạch phổi 1 2 giờ này là dưới van động mạch phổi. Đấy thì để các bạn biết. Và đây là cái hình này nó minh họa rất rõ cho các bạn cái vách liên nhĩ đây. Và trong trường hợp nếu mà giả sử đây nó có cái hình khuyết đây là có thông liên nhĩ. Và những cái hiệu ứng mà nó có thể gây ra cho lỗ thông liên thất và cái luồng sân nó có thể gây ra đối với cái van động mạch chủ. Đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá vành phải và lá không vành, đặc biệt những trường hợp mà cái lỗ thông nó rất là cao. Đấy thì cái hiệu ứng về dòng chảy nó sẽ gây ra khi mà cái dòng chảy qua đó. Có thể các bạn thấy là cái lỗ thông nó rất là nhỏ, cái dòng sân nó rất là nhỏ, thất trái không hề giãn. Thế nhưng mà thực tế cái lỗ thông này nó không phải là chỉ có bằng này, mà cái lỗ thông này là nó từ đây đến đây. Đúng không ạ? Và đây nó đang nhét một phần cái van cái lá van động mạch chủ vào đó, nên là nó giảm cái hậu quả mặt huyết động. Thế nhưng mà cái lá van này nó sẽ dần dần nó biến đổi ở đây, và theo thời gian nó sẽ có thể to tướng như thế này và nó có thể nguy cơ vỡ. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào trong bệnh cảnh là đau ngực đột ngột, khó thở tăng lên và thổi liên tục đấy, hoặc là thổi liên tục nhưng mà sau đó mình sẽ bắt được xoăn hai chiều, tức là một cái vỡ phình xoăn van xoăn va. Trên trong những trường hợp bệnh nhân có vỡ phình xoăn van xoăn va thì bao giờ các bạn cũng phải tìm cái thông liên thất nguyên phát, bởi vì khi đó thì không dễ để tìm được cái lỗ thông liên thất này nữa. Đấy, còn đa số những trường hợp nếu mà đã có theo dõi, quá trình theo dõi thì mình sẽ biết là à ngày xưa cái trường hợp này có thông liên thất, sau đó thì cái xoăn van xoăn va nó cứ giãn dần, nó mỏng dần và hôm nay nó sẽ bị vỡ ra. Đấy thì khi thì mình sẽ phải dự đoán trước cái thời điểm vỡ đó là mình đi mổ rồi, chứ không phải là mình cứ đợi 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 đợi, đợi cho đến khi nó vỡ ra mình mới đi mổ cấp cứu. Đấy thì đấy là một cái mà mình cần mình theo dõi trình bệnh nhân có thông liên thất và mình cần theo dõi thời gian là vì vậy. Trong khi đó so sánh với cái lá van xoăn van bên đối diện, tức là van vành trái, thì nó hoàn toàn bình thường, tức là bên này tự nhiên một cái lá van cấu trúc nó biến dạng, nó to hơn, nó mỏng hơn, nó phồng hơn, thì mình phải xem là có cái luồng thông đấy không, thậm chí phải rất khó để mình có thể xoay để mình nhìn thấy một cái luồng thông rất nhỏ ở đây đấy.
Thì khi mà van mở, thì khi tâm thu van mở thì nó theo cái chiều hướng từ dưới lên, máu tống lên và nó sẽ đẩy cái lá van này. Còn trong chiều ngược lại, trong thì tâm trương van đóng thì lại ngược lại, nếu mà cái dòng hở chủ nó tụt xuống nó cũng có thể thúc vào cái lá van này. Đó là cái điểm xung yếu của cái lỗ thông liên thất. Và trong trường hợp đó mình phải tính kích thước ban đầu của lỗ thông liên thất, tức là tính từ đây cho đến đây. Đấy, để mình quyết định là lỗ thông này không hề bé như này đâu. Bởi vì có những trường hợp, thí dụ chúng ta nghĩ là bé này, chúng ta nghĩ là rằng là à thế thì chúng ta cũng có thể biết một cái dù nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ vào đây. Đấy, thế nhưng khi mà chúng ta luồn dụng cụ qua đây, luồn ống thông qua đây rồi và thả dụng cụ, chúng ta mới thấy nó toang ra, nó rất là to, và cái dù đấy nó trôi tuột phát, nó chẳng có giá trị gì với cái lỗ này cả. Bởi vì khi đó thì cái lá van này nó đã được vén vào trong rồi và nó sẽ bộc lộ cái lỗ thông thực sự của nó. Cái này mình chỉ có thể biết được khi mà mình mổ, còn cái kia cũng chỉ là cảm giác qua thông tin của cái người làm can thiệp rất nhiều thôi, chứ còn siêu âm thì mình không kéo được cái lá van vào để mình nhìn được cái việc đó. Nhưng mà mình xoay nhiều mặt cắt thì mình có thể thấy là nó thay đổi, cái ít nhất nó thay đổi và nó ảnh hưởng theo chu chuyển tim để mình nhận định rằng là có thể là nó sẽ to lên thế. Đấy, thì đây là một cái hình ảnh bệnh nhân thông liên thất đấy. Cái mặt cắt đầu tiên mà tôi nói với các bạn cũng phải lấy đó là mặt cắt chụp dọc cạnh ức, dù là các bạn nhìn thấy sân hay không, và luôn luôn là các bạn nên để đồng thời đồng hình, tức là lấy cả 2D và màu. Thì các bạn thấy là đây, các bạn nhìn thấy có một cái khoảng trống âm ở đây ngay dưới van động mạch chủ đây, và tương ứng bên đó thì các bạn nhìn thấy một luồng sân. Tất nhiên là sau đó thì các bạn sẽ phải bắt cái đốp len liên tục qua đây để xem cái sinh áp qua sân như thế nào. Đấy, và các bạn thấy trong trường hợp một cái quả tim bình thường hay một quả tim mà nó ảnh hưởng đến thân buồn tim bên trái, thất trái giãn và nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với thất phải. Thất phải nó không hề to như cái trường hợp tim đầu tiên của chúng ta, đúng không ạ? Thất phải nó rất là nhỏ, nó tương quan với động mạch chủ và nhĩ trái, trong khi đó thất trái là chủ yếu. Cũng chính bệnh nhân đó thì mình quay ra chụp ngắn, mặt cắt chụp ngắn thì mình thấy rằng là cái lỗ thông có vẻ như nó đang nằm ở cái khu vực là mà tất nhiên là lúc đầu chúng ta sẽ phải để nó cả cái cửa sổ này cả để nhìn thấy cả bên 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1, 2 giờ, sau đó chúng ta mới thấy là nó khu trú về phía bên 1 giờ này và mình bộc lộ được cả cái van động mạch phổi và cái lỗ thông này, chứng tỏ là cái lỗ thông này nó là lỗ thông gì? Dưới van động mạch phổi, đúng không ạ? Dưới van động mạch phổi, hoặc là tất nhiên là với hai hình này chúng ta chưa kết luận được, chúng ta còn một hình nữa đó là hình năm buồng, một cái mặt cắt năm buồng từ mỏm nữa. Thế nhưng mà chúng ta có thể nhận định là một cái lỗ thông khá cao ở vùng dưới đại động mạch, có thể là dưới một đại động mạch hoặc là hai đại động mạch đấy. Và khi mà chúng ta đo thì chúng ta sẽ đo được kích thước lỗ thông đấy, kích thước lỗ thông đo trên cả 2D và trên cả màu đấy, và chúng ta sẽ đo nhiều cái nhát khác nhau để ta biết. Đôi khi đo trên màu ấy thì nó sẽ thường nó sẽ to hơn so với trên 2D, bởi vì cái dòng màu nó sẽ xòe ra. Thế nhưng mà đấy, như tôi nói, chúng ta sẽ đo nhiều lần để quyết định chúng ta sẽ lấy kích thước là bao nhiêu. Và khi chúng ta đo trên đây giờ chúng ta đo này, và tất nhiên là để mà ra được những hình ảnh này của các bạn thì có khoảng mấy chục cái ảnh khác đã lưu vào, chứ không phải là chúng ta đưa hết lên đây. Đấy, thì cũng có những cái nhát chúng ta bắt được cả màu cả không màu, và cái lỗ ở cái vị trí van động mạch phổi nó lớn hơn so với cái lại lại cái lỗ mà mình nhìn thấy ở mặt cắt chụp dọc cạnh ức đấy. Và chúng ta đo và chúng ta phải đánh giá cái chênh áp qua cái lỗ thông đó. Chúng ta thấy là chênh áp mà sân trái phải rõ, cái chênh áp rất là cao đấy. Và khi mà chúng ta để năm buồng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái lỗ thông liên thất của các bạn đây, khi mà năm mặt cắt năm buồng mà các bạn còn nhìn thấy lỗ thông liên thất, chứng tỏ là cái lỗ thông liên thất này nó không phải là quá cao, tức là nó chưa xoay ra đến dưới van động mạch phổi. Tất nhiên là trường hợp này là của bệnh nhân khác rồi, không phải của bệnh nhân lúc nãy nữa. Tôi chỉ muốn minh họa cho các bạn là hình ảnh năm buồng, cái lỗ thông liên thất nó trên năm buồng thôi đấy. Thế thì khi nó là năm buồng như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà năm buồng còn nhìn thấy, tức là ít nhất nó phần quanh màng hoặc là cùng lắm là nó dưới van động mạch chủ thôi. Cái này là một cái hình ảnh thông thất phần quanh màng, các bạn thấy nó quay về phía gần 10 11 giờ đúng không ạ? Và cái tổ chức van ba lá nó đang có xu hướng bít cái lỗ thông này lại. Đấy, thì cái dòng sân màu nó đang ở phía bên đối diện so với cái hình lúc nãy chúng ta nhìn được. Đây là phần quanh màng. Đấy, và chúng ta sẽ đo cái G van động mạch chủ. Đây là ở mặt cắt năm buồng hơi hơi thay đổi một tí, và ở đây là mặt cắt chụp dọc cạnh ức. Chúng ta sẽ đo cái lỗ thông nó tương đối giống nhau, tức là nó đường dạng một cái dạng như hình ảnh ống động mạch, tức là nó có thành, và cái lỗ thông này nó khá là phù hợp để mà mình có thể xét bít bằng dụng cụ. Đấy là cái trường hợp về thông liên thất mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn, tức là thông liên thất trong trường hợp bệnh nhân có một cái lỗ thông và các bạn cần phải khảo sát lỗ thông liên thất ở trên nhiều mặt cắt, trong đó mặt cắt chụp dọc cạnh ức, mặt cắt chụp ngắn cạnh ức, mặt cắt năm buồng từ mỏ, là ba mặt cắt chính mà các bạn cần phải bộc lộ được. Còn trên cơ sở các mặt cắt đó là các bạn sẽ quay đi các mặt cắt trung gian để các bạn bộc lộ tùy là cái vị trí lỗ thông liên thất đó và các thông tin mà các bạn cần phải trả lời sau khi mà mình đánh giá cái lỗ thông đó, thì như mà chúng ta đã liệt kê ở phía trên.
Sang một cái trường hợp tiếp theo nữa, một cái bệnh cảnh mà chúng ta cũng có thể gặp, đó là trong trường hợp bệnh nhân đến hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng gì cả, và các bạn đặt đầu giò lên các bạn thấy là cái thất trái. Ngược lại với cái trường hợp bên kia là một cái thất trái và một cái nhĩ trái rất là giãn, và đợt này bệnh nhân có triệu chứng khó thở, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy tương quan thất trái giãn hơn rất nhiều so với thất phải. Ở đây cả thất trái và thất phải đều giãn, nhưng mà các van tim các bạn thấy hoàn toàn bình thường, không thấy có cái vấn đề gì hở van đáng kể, hay là một cái bệnh lý van do thấp hay là xa van gì hết. Đấy, thế những trường hợp này mà xảy ra ở người trẻ thì ngay lập tức các bạn nên cầm cái ống nghe, các bạn nghe xem là bệnh nhân có tiếng thổi liên tục hay không. Đấy, trong trường hợp này là mình phải loại trừ cái... Thì ống động mạch thì cái quá trình phát triển bào thai thì sau khi mà các cung động mạch nó sẽ teo dần, tiêu dần đi, thì nó sẽ còn một cái cung, nó sẽ còn tồn tại, thì nó sẽ có một cái vị trí là cái ống động mạch ở cái vị trí này, tức là nó sẽ nối giữa cái chỗ phân nhánh của hai cái nhánh động mạch phổi phải trái, và nó nối vào chỗ động mạch chủ xuống, nó nghiêng về phía động mạch phổi trái hơn. Đấy, thì đây là cái vị trí của cái ống động mạch. Và ống động mạch chúng ta đánh giá được ở hai mặt cắt rõ rệt nhất, đó là mặt cắt chụp ngắn cao cạnh ức và mặt cắt trên họng ức. Các thông số mà chúng ta cần phải mô tả khi mà đánh giá về ống động mạch đó là kích thước của ống động mạch, chiều luồng thông. Ống động mạch thì thông thường nó sẽ, nguyên tắc nó sẽ là xăn liên tục, đúng không ạ? Bởi vì xăn giữa hai động mạch chủ và động mạch phổi, xăn liên tục. Nhưng xăn liên tục này nó sẽ xây lắp cao hơn so với xăn liên tục trong thông liên nhĩ, và ảnh hưởng tới ống động mạch tới tim, vì nó làm ảnh hưởng về quá tải về áp lực và thể tích, nên nó sẽ gây ra giãn thất trái, có thể gây hở van ba lá cơ, hở van hai lá cơ năng, chức năng tim có thể giảm. Nếu mà nó sẽ tăng, lúc đầu nó sẽ tăng để bù trừ, nhưng nếu nó tăng theo thời gian, nó tăng nhiều quá mà nó không đáp ứng được thì nó sẽ giảm, chức năng tim giảm. Thế và áp lực động mạch phổi sẽ tăng, và các tổn thương kèm theo trong trường hợp ống động mạch thì chúng ta cần phải loại trừ xem bệnh nhân có hẹp áp động mạch chủ hay không, bởi vì nó là cái bất thường ở cái quá trình phát triển của những cái quai động mạch. Đấy, những cái cung động mạch nó tiêu đi như thế thì bắt buộc là mình phải xem có hẹp áp động mạch chủ kèm theo hay không. Đây là hình ảnh mà chụp ngắn cao cạnh ức, thì các bạn thấy là bình thường mà các chụp ngắn này thì cái động mạch chủ nó ở giữa và động mạch phổi nó ở phía bên trái như thế này. Đấy, và khi mà động mạch phổi van, động mạch phổi nhánh động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, và mình sẽ thấy một cái dòng khảm rối màu như này ở cái vị trí gần cái nhánh động mạch phổi bên trái. Đấy, và khi mà chúng ta bắt Doppler liên tục qua, chúng ta sẽ bắt được một cái dòng xăn liên tục. Và mà cắt trên họng ức thì chúng ta quay, chúng ta cũng sẽ thấy là có một cái dòng xăn bất thường đi từ động mạch phổi sang động mạch chủ xuống. Cái hình ảnh này thì các bạn có thể đo được một cái ống động mạch rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là cái động mạch phổi, nó nối vào, nó nối xuống động mạch chủ xuống, thì nó sẽ có ống động mạch, nó sẽ có nhiều típ ABCD, và đây là cái típ kinh điển, tức là phía đầu về phía động mạch phổi nhỏ, đầu phía động mạch chủ lớn, nó những cái hình thang và có cái chiều dài của ống động mạch. Cái này rất là thích hợp để mình biết cái dụng cụ vào trong trường hợp này. Đấy, thì và khi mà mình bắt chân áp qua thì nó sẽ dạng như là dạng mái nhà, tức là nó xăn liên tục và nó dạng lợp mái ngói. Đấy, thì là cái xăn điển hình của cái trong trường hợp ống động mạch xăn liên tục. Đây là mình sẽ bắt cả 2D và màu qua hình ảnh ống động mạch. Và ống động mạch thì mình, đây là cái hình ảnh tiêu bản, người ta thấy cho thấy cái hình ảnh ống động mạch. Đấy, và mình để màu qua hình ảnh ống động mạch mà cắt trên họng ức. Có những trường hợp được bệnh nhân là mà cắt trên họng ức rõ, có những trường hợp mà cắt ở trục ngắn cao cạnh ức rõ, có những trường hợp được cả hai mà cắt đều rõ. Nói chung là chúng ta phải quay nhiều mặt cắt để chúng ta tìm một cái mà tối ưu nhất để mà chúng ta thấy thỏa mãn được cái vấn đề đó. Đấy, thì một cái trường hợp thất trái giãn thì các bạn cần phải tìm xem có ống động mạch hay không. Và cái trường hợp cuối cùng mà các bạn cũng gặp rất nhiều, đó là bệnh nhân đến phản ánh là một cái tăng huyết áp mà ở người trẻ. Em đi khám người ta bảo huyết áp của em cao, đấy, cao, trẻ không yếu tố nguy cơ gì bình thường. Thì trong những cái thăm dò chẩn đoán, các bạn cần phải làm rất nhiều thăm dò chẩn đoán những cái bệnh lý về u thượng thận, rồi các nguyên nhân về bệnh lý thận, rồi mạch thận, các thứ. Thì một trong những nguyên nhân mà các bạn cần phải tìm tăng huyết áp người trẻ đó là gì? Đó là hẹp eo động mạch chủ, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là cái bệnh van động mạch chủ hai lá van ấy là cái bệnh rất tim bẩm sinh rất thường gặp nhất. Đấy, và trong bệnh van động mạch chủ hai lá van có thể có kèm theo hẹp eo động mạch chủ. Đấy, thì mình phải loại trừ cái hẹp eo động mạch chủ là nguyên nhân gây tăng huyết áp của người trẻ. Thế là đánh giá siêu âm, đánh giá hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta sẽ đánh giá ở mặt cắt là ở động mạch, đánh giá động mạch chủ xuống ở mặt cắt trên họng ức, đo đánh giá trên cả 2D và Doppler liên tục. Và cái quan trọng là chúng ta cần phải đánh giá động mạch chủ bụng bằng Doppler xung. Thì chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh bình thường nó sẽ là phổ, tôi không làm mạch, tôi không chuyên về làm mạch, thế nhưng mà đại khái nó sẽ là phổ ba pha. Thế nhưng mà trong trường hợp hẹp eo thì nó sẽ mất cái dạng phổ điển hình của cái sóng động mạch đó, mà nó sẽ là cái giảm cái dòng vận tốc dòng chảy tâm thu, mất hình ảnh trào ngược đầu tâm
đầu tâm trương và cái dòng chảy thì tâm trương sẽ xuôi dòng dạng răng cưa. Đấy thì tất cả những trường hợp mà trẻ con khi mà người ta đánh giá quai động mạch chủ xong thì bao giờ người ta cũng phải đánh giá Doppler xung ở cái động mạch chủ bụng ở ngang mức cơ hoành. Đấy và những trường hợp mà tăng huyết áp này sau khi chúng ta xem quai động mạch chủ rồi chúng ta cũng cần phải đặt cái ở dưới họng ức dưới mũi ức và chúng ta đánh giá cái Doppler xung qua cái động mạch chủ bụng ngang mức cơ hoành. Các bạn thấy đây là một cái trường hợp các bạn thấy là có cái quai động mạch chủ đấy và nó ở đây nó có một cái dòng rối dòng khảm này rất là nhỏ như này và bệnh nhân này cũng đã được chụp mạch thì cái bất thường về cái quai động mạch chủ của bệnh nhân rất là nhiều chứ không phải chỉ là một cái vị trí hẹp eo đơn thuần đúng không ạ, nó là một cái thiểu sản và bất thường trên một đoạn rất là dài. Đấy nên là ở đây chúng ta thấy là không chỉ là nó hẹp ở một vị trí mà nó rất là dài đấy. Thế nên là trong trường hợp vẫn có bất thường về eo động mạch chủ này chúng ta cần phải khảo sát MSCT hoặc là thông tin chụp mạch. Đấy thì các bạn thấy trong trường hợp thông tin chụp mạch này nó xoắn rất là dài. Đấy. Và cái chênh áp mà qua eo cái vị trí hẹp đấy thì chúng ta bắt được dạng nó gần giống như là cái nó kéo dài đến cả thì tâm trương đấy, nó không giống như trong trường hợp các bạn đo ở một cái trường hợp eo động mạch chủ bình thường. Và ở động mạch chủ xuống các bạn bắt ở ngang mức cơ hoành thì các bạn để Doppler xung vào đây các bạn thấy là hình ảnh răng cưa, tức là nó mất cái sóng trào ngược và nó nối tiếp xong cả thì tâm trương cái sóng sóng xuôi dòng đó. Đấy thì ở cái hình ảnh bình thường nó phải như thế này, thế còn hình ảnh mà hẹp eo, trong hẹp eo nó sẽ là như thế này, nó rất giống với hình ảnh chính bệnh nhân của chúng ta mà chúng ta vừa mới xem ở cái hình ảnh ở phía trước, tức là hình ảnh răng cưa bắt được động mạch chủ xuống và khi mà dựng MSCT lên chúng ta có thể thấy hình ảnh hẹp eo. Tóm lại thì về tim bẩm sinh ở người lớn trong một số trường hợp đơn giản thì chúng ta thấy có những cái bệnh cảnh gì thất phải giãn đúng không ạ, thì chúng ta phải loại trừ một cái thâm liên nhĩ hoặc là một cái bất thường tĩnh mạch phổi đổ về, tức là tóm lại là một cái luồng sân ở tầng nhĩ. Với một bệnh nhân có những tiếng thổi thì mình cần phải loại trừ những cái thâm liên thất và thâm liên thất này nó có thể gây ra quá tải về thể tức và áp lực đối với thất trái và nó tùy theo kích thước lỗ thông mà mình sẽ quyết định là bệnh nhân đó ở thời điểm trưởng thành đó có cần phải chỉ để theo dõi hay là cần phải can thiệp hay là không còn chỉ định can thiệp. Những trường hợp thất trái giãn thì mình vẫn phải loại trừ còn ống động mạch và những trường hợp hẹp eo động mạch chủ thì luôn luôn ở những bệnh nhân mà có bệnh lý van động mạch chủ hai lá van hoặc là tăng huyết áp ở người trẻ thì mình cần phải xem là bệnh nhân có hẹp eo động mạch chủ kèm theo hay không. Và những trường hợp đó thì cái hình ảnh Doppler xung ở động mạch chủ bụng là một chìa khóa, tức là hình ảnh cái sóng răng cưa rất là điển hình. Đấy. Thì cái quá trình làm tim bẩm sinh nó là một quá trình liên tục và đôi khi chúng ta cần phải đầu tư để học tiếp để mà có được bài giảng cho các bạn. Chỉ có hai hình ảnh là chúng ta sẽ phải đầu tư một chuyến đi ở Sài Gòn để có cho các bạn hình ảnh ban đầu và hình ảnh cuối. Cảm ơn các bạn.